Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019. Ngày này cách đây 44 năm, cuộc tổng tiến công chiến lược mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, quân và dân ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đưa non sông thu về một mối, mở ra bước ngoặt vĩ đại cho lịch sử dân tộc. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Hưng Yên đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước. Gặp gỡ những cựu chiến binh tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Người dân đến chiêm ngưỡng các hiện vật về công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của cha ông. 43 hộ dân thôn Mão Xuyên tự nguyện hiến đất làm đường. Trường Trung học phổ thông Kim Động hướng nghiệp gắn với tuyên truyền phòng chống bạo lực cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975 là trang sử chói lọi của dân tộc, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Trong những ngày tháng hào hùng và oanh liệt đó, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Hưng Yên đã tích cực chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, làm tròn nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến lớn, góp phần thống nhất đất nước. Từ năm 1955 đến năm 1975, tỉnh Hưng Yên đã chi viện hàng trăm nghìn tấn lương thực thực phẩm cho chiến trường, đồng thời luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao quân. Đã có gần 90.000 nam nữ thanh niên lên đường nhập ngũ. Toàn tỉnh có 7.430 gia đình có 3 con, 1.002 gia đình có 4 con, 152 gia đình có 5 con, 26 gia đình có 6 con, 7 gia đình có 7 con lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Đi vào chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi trước hết tôi phải nói này, sau chiến dịch Tây Nguyên, bắt đầu khí thế của bộ đội mình là rất là phấn khởi. Tại vì từ trước nay là chúng tôi chưa... Bộ đội mình chưa bao giờ được đánh những cái trận lớn như thế. Thế cho nên khí thế của bộ đội mình lên rất cao. Sau khi mà nghe tin mình bắt đầu đã giải phóng được Sài Gòn đúng trưa 11 giờ 30 phút ngày trưa ngày 30 tháng 4. Bắt đầu anh em sướng ôm nhau reo hò. Lúc bây giờ nghe cái tin giải phóng thì chúng tôi này, trong ngực có nghĩa là trong tim là nó cứ hồ hởi lên. Có nghĩa là nghĩ đến những cái đồng đội rồi nghĩ những cái lời tuyên đoán của Bác ngày xưa ấy, tức là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào ấy, thì chúng tôi thấy là nó khi thế. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhân dân và lực lượng vũ trang Hưng Yên được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. 72 tập thể và 29 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trên 900 bà mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tỉnh Hưng Yên có 22.328 liệt sĩ hy sinh anh dũng ở các chiến trường, 8.238 thương binh và hàng chục nghìn bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Đó là những số liệu khẳng định đóng góp to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên luôn tích cực lao động sản xuất cùng với quân và dân miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Hưng Yên đã chi viện hàng trăm nghìn tấn lương thực thực phẩm cho chiến trường, luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao quân, đặc biệt là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã có hàng chục nghìn những người con của quê hương Hưng Yên trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi của chiến dịch của mùa xuân năm 1975. Song song với nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến, tỉnh Hưng Yên luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng hậu phương vững vàng. Với những cách làm linh hoạt để phù hợp với thời kỳ đất nước có chiến tranh, Hưng Yên luôn là hậu phương vững vàng, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, góp phần giải phóng miền Nam, tỉnh ta 4 lần được giữ cờ Luân Lưu làm thủy lợi khá nhất miền Bắc. 4 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đóng góp của quân và dân Hưng Yên góp phần làm nên chiến thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mãi là khúc ca khải hoàn, là trang sử rạng ngời, giúp thế hệ trẻ hôm nay phấn đấu học tập, lao động xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương đất nước.
chiến tranh đã lùi xa, nhưng những trận đánh huyền thoại tại chiến trường Quảng Trị luôn là ký ức khó phai trong cuộc đời của những chiến sĩ từng tham gia chiến dịch tiến công giải phóng thị xã Quảng Trị. Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số cựu chiến binh, những người chiến sĩ đại diện cho thế hệ trẻ của Hưng Yên ngày đó, xung phong lên đường chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị với tinh thần quả cảm góp phần viết nên bản hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ông Lương Văn Bảo, Lê Quang Tị, Phạm Tiến Công và ông Chu Đức Hình ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đều là những chiến sĩ từng tham gia trận chiến 81 ngày đêm ác liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong câu chuyện của họ, ký ức về những trận đánh rực trời máu lửa, không màng tính mạng, nguyện đánh đổi sự sống của mình cho độc lập, thống nhất đất nước vẫn còn in sâu trong tâm trí. Cảm cái chiến trường chỉ còn một cái đống vụn nát, nhà cửa không còn, bom Mỹ thả, hạm đội 7 bắn vào, không ngơi tí nào. Đấy, anh em phải ăn ngủ dưới hầm. Nhiều khi thổi cơm rồi mà cũng không được ăn. Đích lúc đó là chủ yếu làm nào diệt được quân thù, giữ được đất của thành cổ. Đấy là cái điều mong nhân nhất của tất cả các anh em quân giải phóng. Tinh thần quả cảm của ông Bảo lúc đó còn được phóng viên ảnh chiến trường Đoàn Công Tính của Thông tấn xã Việt Nam ghi lại. Bức ảnh có tiêu đề "Bị thương vẫn không rời trận địa", chụp ông Bảo bị thương nặng, vải trắng quấn quanh đầu, nhưng nét mặt rất bình thản, tay vẫn không rời súng, đôi mắt sáng nhằm thẳng phía quân thù. 81 ngày đêm trên chiến trường thành cổ Quảng Trị, ngày nào bom đạn, pháo kích cũng gầm xé thành cổ, nhưng ông Bảo và các đồng đội vẫn kiên cường chiến đấu. Có ngày một đại đội của quân ta vào chiến đấu đều bị hy sinh, có nhiều đồng chí bị thương, như là đồng chí Bảo vẫn cứ cầm súng để chiến đấu, còn một người cũng đánh, vẫn sẵn sàng chiến đấu, đánh đấu đến hơi thở cuối cùng. Đây là bức ảnh nụ cười chiến thắng dưới chân thành cổ Quảng Trị, chụp những chiến sĩ trẻ đều ở độ tuổi 20 đang ngồi trước một đống đổ nát với cảnh tượng hoang tàn sau những trận pháo kích ác liệt của kẻ thù. Dù biết rằng mình đang ở nơi mà cái chết gần hơn sự sống, nhưng họ vẫn ngời sáng lên niềm tin chiến thắng và nở nụ cười thách thức với bom đạn của kẻ thù. Một trong số những chiến sĩ trong bức ảnh là ông Hoàng Văn Thông, quê ở xã Trung Hưng. Ông Thông chia sẻ, đó là khoảnh khắc sau trận đánh, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9, chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị, máu xương hàng nghìn chiến sĩ đồng đội của ông đã đổ xuống, thấm đẫm lên từng nhành cây, ngọn cỏ, hòa vào từng nắm đất ở nơi đây. Bản thân ông Thông cũng đã bị thương trong lúc đang đứng chốt. Những người mà lọt được vào trong thành cổ là hơi hiếm, vì từ ở trong thành hãn đưa được đến lên, bay, bom, rồi đạn, nó quần ở cái bờ sông thành hãn, từ bên kia sông sang bên này là suốt ngày rồi. Nhiều khi anh em chúng tôi chưa kịp hỏi tên nhau thì đã hy sinh rồi. Mỗi chốt chúng tôi đều với tinh thần là sẵn sàng hy sinh để chiến đấu bảo vệ thành cổ. Những chiến sĩ từng tham gia chiến trường Quảng Trị may mắn được trở về quê hương, nhưng phần lớn họ đều để lại một phần xương máu nơi chiến trường, bị nhiễm chất độc da cam. Tuổi trẻ sôi nổi, ý chí kiên cường và tinh thần quả cảm của những người lính ở tuổi 20 ngày ấy đã làm nên một khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và chính những kỷ niệm, kỷ vật trong những năm tháng hào hùng của họ đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ nỗ lực phấn đấu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp hôm nay. Trong kỳ nghỉ dài ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, thay vì đi chơi xa, nhiều người dân đã lựa chọn các điểm vui chơi trong tỉnh, nhất là những nơi ghi lại dấu tích lịch sử để giáo dục thế hệ trẻ. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Bảo tàng tỉnh mở cửa miễn phí phục vụ người dân. Ngay từ đầu giờ sáng đã có nhiều phụ huynh đưa con em tới tham quan bảo tàng, nơi không chỉ lưu giữ trưng bày nhiều hiện vật, giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Hưng Yên, mà còn có nhiều hiện vật gắn liền với sự đóng góp của quân và dân Hưng Yên với cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng tôi nghĩ rằng nơi bảo tàng này là nơi mà để mọi người ghi nhận lại những cái thành công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam mình. Tôi muốn các con, các cháu và cả cái thế hệ nối tiếp đây lúc nào cũng phải ghi nhận lại những đồng bào, đồng chí mình đã hy sinh và để làm nên cái nền độc lập.
Thông qua các tư liệu hiện vật được trưng bày là dịp để người dân địa phương và du khách tham quan tìm hiểu về truyền thống lịch sử, đóng góp sức người sức của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên với các cuộc kháng chiến, trong đó có cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu, trân trọng và tự hào về công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của cha ông. Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được tỉnh quan tâm. Hiện các thủ tục hành chính đều được công bố công khai, minh bạch trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả. Nhiều thủ tục rườm rà, chồng chéo cũng được rà soát cắt giảm, nhất là các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh ta đã cung cấp 886 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Duy trì vận hành tốt cổng thông tin điện tử đăng tải công khai thông tin và cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp từ 30 đến trên 50% như thủ tục giãn tiến độ đầu tư, thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án, thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục thẩm định DTM, thủ tục phê duyệt sử dụng đất, cắt giảm số giờ nộp thuế bằng việc thực hiện kê khai thuế điện tử. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương trong tỉnh và kịp thời rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng tinh thần phục vụ, ý thức chấp hành công vụ của đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tập trung chuẩn bị đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động. Đây sẽ là đầu mối tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn cho công dân và doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019, huyện Mỹ Hào sẽ đẩy mạnh các chương trình đào tạo nghề cho lao động tại các xã thị trấn để phục vụ cho chuyển đổi nghề đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Mỹ Hào. Trong năm 2018, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Mỹ Hào tổ chức trên 90 lớp dạy nghề từ trình độ phổ thông đến trung cấp nghề cho trên 2.800 học viên. Năm 2019, huyện có kế hoạch triển khai trên 80 lớp cho khoảng 3.000 học viên đào tạo trình độ từ sơ cấp nghề đến trung cấp nghề. Các ngành nghề được học viên đăng ký học nhiều là điện và điện tử công nghiệp, cắt may công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí và kế toán doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, Trung tâm Dạy nghề của huyện đã phối hợp với các trường đại học cao đẳng trên địa bàn để mở các khóa đào tạo cho phù hợp. Nhờ công tác dân vận khéo của cấp ủy đảng, cùng sự đồng thuận của nhân dân nên thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đã bê tông hóa mở rộng được nhiều tuyến đường giúp người dân đi lại thuận tiện. Thôn Mão Xuyên có 43 hộ hiến đất để mở rộng trục đường chính của thôn với tổng diện tích gần 400 m², trị giá gần 300 triệu đồng. Trục đường chính có chiều dài hơn 600 m, bề rộng 4,5 m, trung bình mỗi hộ hiến từ 5 đến 10 m². Hộ hiến nhiều nhất là gia đình ông Trần Văn Định với 30 m². Kinh nghiệm rút ra từ việc vận động nhân dân hiến đất làm đường ở thôn Mão Xuyên, đó là đảng viên đã tích cực, là những người hiến đất đầu tiên tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân như gia đình ông Phạm Quốc Song, Phạm Văn Lý, Trần Thị Thuân. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nâng cao chất lượng giảng dạy, thời gian qua trường Trung học Phổ thông Kim Động luôn chú trọng định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Với học sinh ở trường Trung học Phổ thông Kim Động, các tiết học chính khóa luôn được thầy cô và học sinh chú trọng, đặc biệt là việc để các em kịp thích ứng với sự thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học. Đối với học sinh cuối khóa, ngay từ đầu năm học, trường đều có sự định hướng rõ ràng để nâng cao nhận thức cho các em chọn trường, chọn nghề cho phù hợp với trình độ sở thích và hoàn cảnh kinh tế của từng em. Ngoài ra, trường còn phối hợp với một số doanh nghiệp đến để tư vấn ngành nghề cho các em thêm nhiều lựa chọn khi ra trường. Thầy cô cũng nói là tùy thuộc vào cái khả năng của bản thân, gia đình cũng như là nhu cầu của gia đình ấy, thì bọn cháu có thể, ví dụ như một số các bạn nhận thấy là năng lực mình chưa có đủ thì các bạn sẽ chọn là học nghề luôn để tránh việc là lãng phí thời gian vào việc là học đại học cũng như là cao đẳng. Còn những bạn mà năng lực cao hơn thì các bạn sẽ nghĩ đến việc là chọn những trường như thế nào, là trường top đầu hay là phù hợp với sở thích các bạn ý. Nhà trường còn đưa cái chương trình hướng nghiệp lồng ghép vào trong các cái môn học, và ngoài các cái chỉ đạo về liên quan đến chuyên môn thì
nhà trường cũng liên kết và các với trường đại học, cao đẳng xung quanh địa bàn, các doanh nghiệp và các công ty đến trực tiếp nhà trường tư vấn hướng nghiệp cho các em. Các giờ học ngoại khóa, chào cờ buổi sáng hay sinh hoạt cuối tuần, các em học sinh đều được các thầy cô tuyên truyền các biện pháp để phòng chống bạo lực học đường. Nhờ vậy mà các em đều có nhận thức rõ ràng về tác hại của bạo lực học đường và chủ động phòng tránh. Có những vụ việc các em đã kịp thời thông báo với nhà trường để ngăn chặn gây ẩu đả vì có những lời lẽ hiểu nhầm nhau trên mạng xã hội. Trong các tiết sinh hoạt ở trên lớp thì các cô giáo viên chủ nhiệm hoặc là trong các tiết học bộ môn thì lồng ghép vào cái việc là để dạy cho học sinh về những cái cách phòng chống bạo lực học đường. Hoặc là hiện nay thì học sinh cũng có ý thức dần hơn về cái việc tránh những cái bạo lực học đường đấy. Bằng việc là tức là sử dụng phù hợp mạng xã hội này, không tụ tập để tránh gây ra những xích mích. Nếu như mà có gặp những cái trường hợp xảy ra những bạo lực học đường thì có thể chạy ra can ngăn hoặc là thông báo với cả người lớn. Do việc tuyên truyền tư vấn về định hướng ngành nghề nên những năm học qua, học sinh của trường Trung học phổ thông Kim Động luôn chủ động trong chọn ngành nghề để thi đại học hay học nghề. Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh của trường đánh nhau, lăng mạ trên mạng xã hội ở năm học này cũng không xảy ra trong nhà trường. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Dịch tả lợn châu Phi hiện đang diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng. Người chăn nuôi buôn bán giết mổ lợn cần thực hiện nghiêm túc 5-0 để tránh phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường. Trước tiên, chính quyền địa phương và ngành thú y cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ bệnh không lây sang người. Người dân có thể sử dụng thịt lợn làm thực phẩm như bình thường. Khi phát hiện có dịch, việc quan trọng nhất là tổng cách ly, xử lý nhanh chóng triệt để ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm bệnh, tuyệt đối không để các hộ nuôi tự ý bán chạy lợn khiến dịch lây lan. Bên cạnh đó, thực hiện đúng hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan chuyên môn về quá trình xử lý dập dịch, giám sát các hộ nuôi xung quanh nơi có dịch. Và để dịch không lây lan, người chăn nuôi buôn bán giết mổ lợn phải thực hiện 5-0 theo đúng quy định của luật thú y, không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Hiện đang là thời điểm sâu đục cuống quả vải nhãn bắt đầu xuất hiện gây hại. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh tế khi thu hoạch. Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, sâu đục cuống quả vải đã vũ hóa rộ và đẻ trứng, mật độ bướm phổ biến 0,5 đến 1 con một cành, nơi cao 2 đến 3 con một cành, cá biệt có vườn trên 5 con một cành. Trên nhãn sâu xuất hiện rải rác. Thời gian tới, sâu đục cuống quả có khả năng gây hại cục bộ trên các vườn vải lai mà không phòng trừ kịp thời. Lứa 3 sẽ phát sinh vào khoảng trung tuần tháng 5, gây hại thời kỳ quả vải bắt đầu chín sinh lý. Để phòng trừ sâu đục cuống quả vải, nhãn, bà con cần phun bằng các thuốc nội hấp như Vitaco 40WG, Voliamtago 063SC, Brevatol 5SC. Lưu ý bà con tuyệt đối không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trên các loại cây trồng, chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết. Trạm bảo vệ thực vật các huyện, thành phố hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh phải theo nguyên tắc 4 đúng, tuân thủ thời gian cách ly sau phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị và bà con, khi bông lúa thấp thò chỗ cho đến khi chỗ thoát hoàn toàn là thời kỳ chịu tác động lớn từ thời tiết và các đối tượng dịch hại. Do vậy, để bảo vệ năng suất cuối vụ, bà con cần chủ động phòng trừ dịch hại, đặc biệt là các bệnh hại do nấm có thể gây hại trực tiếp đến bông như bệnh lem lép hạt và bệnh đạo ôn cổ bông. Hiện nay, trên một số diện tích trà lúa xuân sớm đã chỗ thoát và trà lúa xuân muộn đang ở thời kỳ đồng già đến thấp thò chỗ. Đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh, dịch hại phát sinh. Theo điều tra của Chi cục Bảo vệ Thực vật, bên cạnh các đối tượng bệnh bạc lá, dày nâu, thì ở thời điểm hiện tại, bà con đặc biệt quan tâm tới đối tượng bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt. Bệnh lem lép hạt ấy, nó gây ra cái hiện tượng mà đen hạt rồi thì lem bông, rồi thì năng suất nó sẽ kém đi. Thì cái nguyên nhân thứ nhất là do cái nấm hại. Nấm ở đây thì có rất nhiều loại nấm có thể gây hại ở trên cái hạt và lúc mà lúa bắt đầu chỗ. Thứ hai nữa là nguyên nhân thứ hai là do vi khuẩn. Một số những các cái vi khuẩn có thể gây cho cái hạt nó bị lem.
và sau đó là quá trình nó lép bông không cho năng suất. Cái nguyên nhân thứ ba nữa cũng có thể do một số các cái côn trùng sử dụng cái tin super khi lúa thấp thoi chỗ chúng ta phải phun ngay. Cái thứ hai nữa là sau khi lúa chỗ chúng ta cũng phải phun lại một lần nữa. Với kiểu hình thái thời tiết của vụ xuân năm nay, những ngày cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 vẫn còn những ngày âm u, ẩm độ cao là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh lem nếp hạt và đạo ôn cổ bông phát triển gây hại. Do vậy, để bảo vệ bông lúa ở thời kỳ này, bà con nên chủ động phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Khi mà chuẩn bị lúa chỗ thì tôi thường thường là tôi phun thuốc Tisopia chống lem nếp hạt, làm cho hạt lúa to, bông lúa to, vàng óng. Thời kỳ này, bà con cần chủ động phun phòng, khi lúa chỗ tới đâu thì phun phòng tới đó. Đối với bệnh lem nếp hạt và bệnh đạo ôn cổ bông, bà con có thể kết hợp hai loại thuốc đặc trị Filia 525SE và Tinsupe 300EC để giúp bông lúa chỗ thoát nhanh, không bị đen lép và bảo toàn năng suất cuối vụ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.